buổi sáng không hả cô? Đây còn buổi sáng không à. Ngọc cho nó ra đi chọn hủ tiếu nè. Đây, hủ tiếu và lát. Mình cho một con hủ tiếu của mình là giá 40k. Mình thấy có miếng sườn bự này ha. Đây là mọc, mọc bằng thịt ngon. Ở đây mình thấy có cá, cua, một cua con nhỏ 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 nhỏ. Con cá bự hết hồn cá luôn. Người ta kịp thờ nó luôn á. Ừ. Quá trời bự ha. Rất là nhiều loại sữa hạt luôn. Bún. Bún nhỏ hả cô ha? Bún nhỏ này bún là nhỏ. Bún mọc. Còn con ăn hủ tiếu lá. Dạ hủ tiếu lá, cái này là hủ tiếu lá nè các bạn. Đúng rồi. Vừa rồi. Hủ tiếu dai. Hủ tiếu dai. Mì. Ủa mì con thấy có hai loại ha? Mì nhỏ, mì lớn. Nhỏ, mì lớn. Có bánh canh. Bánh canh. Nui. Nui. Dạ. Hôm bán có một loại nước đèn mà nhiều cái món gì luôn hả cô? Đúng rồi, tại nước đèn toàn bộ là heo với mọc thôi. Dạ. Theo thích ăn cộng hòa mình bán cũng đó. Dạ. Cô bán trước số nhà là 294 xẹt 7C hả cô? Số biên đề tỉnh. Ở đây là cô bán buổi sáng không hả cô? Buổi sáng thôi, tới từ nào hết dẹp, 9 giờ hết dẹp, 10 giờ hết dẹp. Ngày nào cô cũng bán hay có ngày nào cô nghỉ không? Ngày nào cũng bán, có khi chủ nhật thứ hai bán 4 miếng dẹp. À đổi món hả cô? Ừ. Có khi thôi hay là... Đâu, đổi thường xuyên luôn. Đổi thường xuyên luôn. 3, 4, 5 da. À dạ. Thứ 5, thứ 6 là bún mắm. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô. Chả quế. Chả quế. Chả cây. Chả cây. Cái này là chả cấp sa chiên. Này là bò viên. Giò mọc xương. Nhìn cái tủ nhỏ thôi nhưng mà các bạn thấy rất là nhiều topping. Hôm nay lên dạ, nhìn nó hấp dẫn và chất lượng. Sáng hôm nay lên nhiều giờ bán được hết rồi, dạ. Chắc được nữa rồi. Dạ bây giờ mình lên hơi trễ xíu các bạn nên tủ hơi bị giật á. Trong này mình thấy có da heo nữa nè. Có da heo. Có da heo nữa không cô? Đúng rồi. Này phải không? Dạ cái đó là gì cô? Hủ tiếu lá. Hủ tiếu lá đi. Ăn ăn đầy đủ topping luôn được không cô? Hay là phải ăn đầy đủ 240. Dạ. Muốn ăn gì ăn à? Thích ăn gì cũng được. Gì cũng được hết. Muốn gì trả tiền. Ăn gì cũng được miễn trả tiền là được rồi. Ừ. Đây là cô đang trụng hủ tiếu lá nè các bạn. Có nuôi nè. Hủ tô như vậy là trong này mình thấy có hủ tiếu lá. Dạ, giò là giò gân hay là giò? Giò này, đó. Giò móng hả? Giò móng, giò thịt, giò bắp nạc. Dạ thôi con sườn đi, con thấy sườn ngon quá kìa. Sườn ngon nè, sườn ngon mấy sườn đi. Sườn này là sườn non hay sườn già cô? Sườn già. Sườn già ha. Mà nó mềm lắm. Dạ rồi, sườn già nè. Tô này là 40 hả các bạn? Mình lấy ra đây là full topping luôn. Cái này là, này giống chả cáo vậy cô? Đúng, cái đó là mọc. Mọc. Mọc là mình thịt, thịt non á. Một tô như là 40 cành. Hỏi là mắc nhất chưa cô? Không, 40 là vừa giá rồi. Vừa giá rồi hả? Ừ. Thôi thì nó là cao nhất ở đây chưa hay là còn nữa không? Ăn nữa thêm mồi thì nhiêu đây mồi đủ ăn rồi. Thêm mồi nữa thì nhiều lúc ăn nhiều thì 50. À dạ. Ở đây mình rồi. Bán buổi sáng không hả cô? Đây còn bán buổi sáng không à. Ngọc cho nó ra đi chọn hủ tiếu nè. Đây, hủ tiếu và lát đây. Rồi ngồi đây luôn đi. Ngồi đó lên đây. Quá đã gì? Ủa mà bán kia nó không mua vậy? Không biết anh quên kia rồi. Lá các bạn, hủ tiếu lá nên gọt hơi lớn xíu. Ở đây trong này mình thấy có sườn nè, không có được. Mình cho một con hủ tiếu của mình là giá 40k. Mình thấy có miếng sườn bự này ha. Đây là mọc, mọc bằng thịt ngon. Dạ, có củ cải trắng thêm nước còn thịt. Này là chả. Chả luôn. Ở đây là hủ tiếu lá. Cái nước rất là thơm. Ăn cái hủ tiếu thì ở đây mình có cho xà lách nha các bạn. Rồi xà lách thôi. Vậy gì đêm đến thì ở đây cô bán rất là nhiều loại bánh hủ tiếu nên có ớt nè, có đủ cái các kiểu luôn. Đây, mình thử miếng nước lèo ăn. Quá thịt con thôi thôi. Thế nước lèo rất là ngon, thơm và ngọt thanh. Mình cảm nhận một con hủ tiếu nó rất là bự luôn á. Mình ăn chắc no tới trưa luôn á các bạn. Bự lắm và đầy tô luôn nha các bạn. Từ trong nồi bốc ra nên nó rất còn nóng. Ở đây cô bán kiểu rất là vui vẻ các bạn. Nên tới đây bạn muốn ăn có rất là nhiều loại mà bánh hủ tiếu ăn chung với nước cái nước lạc của cô. Nên mình có nhiều sự lựa chọn á. Thank you.
cái nghề là hủ tiếu lá. Hủ tiếu lá thì cái khả năng cảm nhận được nó mềm và mịn, rất thơm. Ở đây cô cũng hủ tiếu dai nữa, nên mình thấy hủ tiếu lá mình thấy nó hấp dẫn quá nên mình gọi hủ tiếu lá các bạn. Ở đây cô nấu cái nước á, nó ngọt thanh, mình ăn vô á mình cảm giác nó dễ chịu lắm. Giờ mình bỏ vô đây salad vô nha. Salad ăn nhiều mình bỏ nhiều đi, tại câu này cũng hơi đầy. Các bạn nào muốn ăn cái cây chua chua thì mình ăn chanh, ăn ớt vô, bỏ ớt vô. Đây là mộc, mộc này là mộc non ha các bạn. Cái cục mộc trong này cái mình thấy cái phần đen đen này nè, cái phần đen đen này nè các bạn, đây là mộc nhĩ nấm mèo á. Mình ăn cục mộc nó béo giòn và nó thơm, cái nhĩ ớt á nó vừa ăn lắm các bạn, ngon. Chúc tôi của mình được hai cục mộc, mình ăn thấy ngon. Còn cái này là bò viên ha các bạn, nếu mà các bạn đến đây ăn muốn mộc không cũng được luôn á. Cái hàng bò viên á thì nó dai, nó chỉ có dai thôi, nó có đít thôi. Ở đây á là bán trong cái hẻm các bạn nè, cái hẻm này mình đi vô nha, mình vừa ở ngoài hàng xanh mình bị vô hẻm á, mình sẽ thấy bên tay trái của mình đây là cái hẻm nè, mình đi đây mình ngồi ăn hai cái những bàn á, người ta sẽ để bên đường như vậy nè, rồi mình ăn. À, mình bỏ vô đây miếng ớt đi, mặc dù ăn cay không được nhưng mà cũng muốn tăng thêm cái độ khe the. Ở đây á, mình cảm nhận được là cô bán trong xóm á. Topping cũng có nhiều sự lựa chọn, nên các bạn muốn ăn topping nào thì các bạn nói cô, tôi sẽ lấy cho các bạn. Nó có gì thay thay à, mình bỏ vô nó có gì cay cay. Đủ cô mềm nha, ngon và thơm thật. Mình thích cái nước lèn này, kiểu như ngọt thanh, bây giờ bỏ vô miếng miếng ớt á, nó thè thè. Trong hủ tiếu á, mình thấy có giá hẹn. Cái hẻm này là hẻm gần hàng xanh các bạn, hẻm có tên là 294 nha, các bạn vô hẻm mà các bạn sẽ thấy bán nè. Cái phần ớt này cây dã man luôn, mình bỏ mấy lát mà cay quá trời quá. Đây là củ cây trắng á, người ta hầm cho nước nó ngọt và nó thơm nên nó được mềm, cho nên á khi mà ta hầm lâu á cái củ trắng nó bị rụt luôn các bạn. Bỏ mình khi mà mình mà bỏ vô miệng mình á, cảm giác như cái củ cây trắng á nó muốn mềm ra luôn á, tan ra luôn. Các bạn nhá, một miếng cho cá bạch sao bự ghê không? Miếng cho cá này có độ dai nhẹ nhẹ, thơm, thơm cá các bạn. Đây là chả cây, mình có một miếng chả cây nha. Nó giòn và béo, trong này có phần là gia vị vừa ăn, nhưng mình vẫn thích cái miếng mọc nhất, cái miếng mọc nó rất là ngon. Hai, mình chào các bạn nha, mình vừa mới gửi xe xong các bạn, đây phải gửi xe sau lưng mình. Dạ bây giờ mình sẽ đi vô chợ, mình ra đầu chợ ha các bạn. Con đường trên màn hình của các bạn đó là đường Phan Nhân Thân, và đây là bên chợ các bạn. Cái mặt chợ Thị Nghè sẽ nằm trên đường Phan Nhân Thân, chợ này là chợ Thị Nghè. Đây thấy người ta bán cơm á.
phía đằng kia đó là ngã tư Phan Văn Hân và đường xe buýt Nghệ Tĩnh dưới chân cầu của Thị Nghè. Mình sẽ đi ra đó và mình sẽ ghi lại một số hình ảnh chia sẻ đến quý vị và các bạn. Dạ đây là ngã tư các bạn, ngã tư Phan Văn Hân và đường xe buýt Nghệ Tĩnh. Phía bên kia đó là dưới chân cầu Thị Nghè. Ở đây mình thấy có bán bánh cam. Bánh gì vậy anh? Bánh cam bánh cồng hả? Bánh cam đường phải không anh? Dạ đúng rồi. Nhiều cái vậy? Dạ 5 cái. Lấy em cái đi. Bánh cam 5k các bạn. Ở đâu? Dì lấy bánh cồng luôn đi 10.000. Dạ. Rồi, bánh cam bánh cồng. Anh nói là bánh nhà làm các bạn nên bán ở đây. Rồi mình tiếp tục thôi các bạn ơi. Ở đây mình thấy một cái xe để bán bắp. Ở Sài Gòn thì các bạn sẽ gặp bán cam. À, đang có công an dẹp chợ hả? Đây là con hẻm nằm bên hông cầu Thị Nghè nè các bạn. Mình thấy đi vô đây mình thấy có nhiều cô chú anh chị, các bạn cô chú anh chị á bán trái cây ở đây, giống như sầu riêng nè. Đây là mãng cầu gai. Mãng cầu cũng có một thời gian rất là hot. Cô này quên bán sâm. Sâm xôi dừa quá trời luôn. Mình đi nha. Đây là bên hông cầu hết các bạn. Cầu này là cầu Thị Nghè. Ở đây mình thấy có cá, cua. Một cua con nhỏ. Cá lóc. Chị đó đang làm con cá đó là con cá hú các bạn. Để mình đi ra đây. Tép. Cá con quá trời. Bữa nay có cá thiểu không anh? Để có ạ. Đâu? Hết hả? Mai hả? Không, tại bữa nay định mua mà mai. À, hôm bữa em mua cá thiểu đây ngon quá trời nè. Lâu lâu mới có hay sao anh? Lấy mai ra đi em lấy cá. Thôi, em đâu có hẹn được, bán buôn mà hẹn gì, em ra được em mua. Cá bóng dừa. Ủa cái này là cái gì chị? Cá dứa hả? Đào đúng rồi. Thôi vậy cá dứa đi. Nhưng mà mua em gửi đây được không? Được. Mấy giờ? 12 giờ rồi. Rồi thêm con nữa thôi nha. Rồi được rồi, được rồi. Có mấy người ăn à? Bớt lại đi. Bữa nay nhiêu ký vậy chị? Ba lạng 60 á. Rồi 3 lạng 60, làm sạch giùm em để đi. Lát em quay lại em lấy nha. Để em gửi tiền trước đi. Có chỗ treo bánh cam không? Treo giùm em lấy bánh cam luôn đi. Lát lấy một lần luôn. Em vòng vòng vô chợ xíu. Giờ mình sẽ gửi tiền trước các bạn. Mình đi vô chợ, tại vì trong chợ mình đi lâu quá, mình đi sợ xách đồ nhiều không được. Đây là chị đang làm cá linh. Cá linh này là cá linh non phải không chị? Linh non hả anh ơi? Này ăn nó ngon. Dạ ngon. Hồi như là đang vô mùa phải không chị? Vô mùa đây. À dạ. Ở đây chị bán rất là nhiều cá nha. Ở đây chị bán cá tươi và ngon lắm. Ủa con cá này con cá gì vậy? Cá chốt. Cá chốt còn sống luôn rồi. Cá này là cá lăng. Ờ cá ngé. Rồi mình tiếp tục hết các bạn ơi. Vì gián đoạn một xíu, cái đó là chị đang cắt cá thu ha. Và có lươn, con lươn vàng ươm luôn. Phía bên kia, phía bên trên này các bạn thấy đó, đây là cầu Thị Nghè. Ở đây bán cua nè, cá ngừ. Đây là gao. Ở hai bên đường bên hông này là người ta bán rất là nhộn nhịp. Ở đây mình thấy có tôm nữa nè các bạn. Ồ, cái gì hồng con bự ghê á. Ý, con ốc con gì ghê chưa, con mình bự dưới ta. Này ốc lát nè các bạn, bự ghê ha. Đó. Ở bên hông cầu này người ta bán rất là nhiều cá. Cá bóng uống nè các bạn, cá bóng uống còn bự ghê luôn.
tôm này là tôm thẻ, tôm thẻ là tôm biển. Kế bên đó là mình thấy có một khúc cá hồi rất là bự. Đằng kia mình thấy là mực lá, nghêu. Trời, cái này là tôm khô bự quá trời luôn. Cá lạc, khúc đó là cá lạc các bạn. Dạ. Ủa gì anh? Ngọc Dương dê hả? Dạ, phía bên kia sông mà các bạn thấy đó là sông Nhiêu Lộc ha các bạn, sông Thị Nghè. Ở đây thì mình người ta bán cặp bên cái hông cầu và dài, nó dài theo con đường bên cặp bên cái kênh Nhiêu Lộc. Vô đây mình thấy bán có cái bán gà nè, bán tôm. Ta ở đây là mình chưa vô làm chợ hả các bạn. À, đi anh. Lấy được một con quả nhỏ. Luộc cá chép. Đây mình thấy con ghẹ nè. Nấm gươm. Nấm kim châm. Trời, con cá gì bự dữ ta. Ở đây bán cá bự bự không à. Trời, con cá gì bự hết hồn cá luôn. Ủa chị con cá này cái gì bự dữ vậy chị? Cá hồ. Cá hồ hả? Cá hồ. Hồ bự dữ vậy. Cá sông á. À cá sông hả chị? Dạ. Bự quá trời bự ha. Con này ngày xưa mà người ta hay nói ông cá hô là. Là con cá này hả chị? Mà giống như mà to hình nữa là người ta kịch thờ nó luôn á. Ừ. Quá trời bự ha. Cá hô. Người ta ăn thịt hả chị hay sao? Cái này ăn thịt được luôn hả? Ăn được luôn chị, ăn lắm. Bự quá trời ha. Ôi ơi, con cá hồ. Phía bên chắc là con cá chép hả chị ha? Cá chép này chắc bụng bự. Cá chứ là bụng trứng. À trứng. Rồi mình tiếp tục các bạn, ở đây các bạn thấy người ta đang làm gà nè, cái thùng đó người ta làm đánh lông á. Ở đây là cái khu bán gà vịt. Ồ, đô thị tới. Ồ, cá chép vàng. Rồi, tiếp tục thôi. Cam, ở đây người ta bán cam. Cam hôm nay 10.000 ký nha. Cam sạch. Rồi, ở trong này thì hơi thưa khách một xíu. Cái mình ở đây mình phải đi lướt qua chợ lẻ các bạn. Tại đây cũng không có gì nhộn nhịp, chỉ có bán những rau củ quả thường thôi. Bắt khía. Khía đâu? Rồi. Giờ mình sẽ quẹo qua bên đây. Để có thắng mắt chiên. Thôi, gió bự dữ vậy. Xoài à. Đây là mình đã quẹo vô cặp bên hông chợ nữa các bạn. Ở đây mình thấy có gian hàng bán khô, lạp xưởng. Ở đây mình vô đây mình thấy thì ở đây người ta bán ít bán cá hơn, cá biển á. Cá biển, cá sống, cá biển, cá sông. Ở đây bán chủ yếu là rau củ quả và trái cây.
chúng ta sẽ tiếp tục. Trên con đường theo Phan Văn Hăng thì mình thấy ở đây có bán sữa hạt các bạn, mình ra đây mình mua thử nha. Ở trên thị nghèo thì mình thấy đường Phan Văn Hăng, mình thấy chị này chỉ bán rất là nhiều loại sữa hạt luôn các bạn. Này, cái xe của chị nè, trung bình ở đây thấp nhất là mình thấy sữa đậu nành là 12.000, và cao nhất ở đây là mình thấy là 35.000, đó là sữa hạnh nhân. Ở đây có rất nhiều loại sữa hạt, một chai hả, nhiêu tiền hả? Chai một chó hai. Ở đây là gốc bình ra sẵn hả? Hả? Cái này là cái bình đó là chị, bình mình giữ lạnh. Hả? Bình này bình giữ lạnh. À, bình giữ lạnh. À lấy rồi tới trong đây hả? Trong đây chị làm sẵn ở nhà. Cái này nhà mình làm hả chị? Đúng rồi, nhà mình. À, hai thùng này là sữa hết hả? Ừ. Rồi chị lấy em chai sữa, hồi nãy em nói chị nói cái gì? Ốc chó hả? Rồi ốc chó. Hả? Bỏ ly uống luôn. Thôi để ông hút đi, mở ông hút ra uống luôn. Cái này là chưa đường nha. Thôi đựng đường, em không uống đường đâu. À theo thì á, dạ. Ở đây mình bán nguyên ngày hay là sao? Chị bán tới 2 giờ. 2 giờ thôi, sáng bán 2 giờ thôi. Chị mở nắp giùm em được không? Tại em có tay. Có bán trên nắp luôn hả? Đây là sữa ốc chó hả chị? 12.000, ổ nhiêu tiền của nó? 35.000, xin lỗi chị. 35.000 các bạn. Do sữa của chị được giữ lạnh đó, nên nó mình uống vô mình thấy mát mát và có độ béo và thơm. Ở đây mình uống sữa là không được. Rất là nhiều loại sữa hạt luôn. Phía bên kia thì mình thấy bánh tập bì và nước cốt dừa. Ở đây chị bán tới 2 giờ chiều à. Mấy giờ chị bán? 6 giờ sáng à? Ngày nào chị cũng bán hết không? Ngon các bạn. Quý vị và các bạn nào muốn sữa hạt á, thì ở bên Phan Văn Hăng chị này có bán rất là nhiều sữa, đối diện tiệm vàng Kim Thành đây nè các bạn. Đó. Mình đến đây mình uống thử nha, mình đến đây mình uống và mình thấy rất là ngon. Đây mình thấy có bán bánh tầm bì nhưng mà mình không ăn đâu các bạn, tại vì mình mới ăn no rồi.